Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay tôi lại xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở chiếc xe Hyundai Grand i10 nó được phân làm hai bản, bản sedan và phiên bản là hatchback quý bạn nhé. Trong mỗi phiên bản sedan hoặc phiên bản hatchback đều có loại Hyundai i10 phiên bản đủ và phiên bản thiếu, cũng như là về động cơ thì được phân làm hai phiên bản là động cơ 1.0 và động cơ 1.2. Ngày hôm nay thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10 ở cái phiên bản 1.2, phiên bản đủ số tự động quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Màu trắng nhạt, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Với chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không gập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đây, tất cả là còn rất mới đây các bạn này. Quý vị và các bạn xem về cái phần đầu từ những cụm đèn pha, đấy, cụm đèn pha cho đến mặt ca lăng, logo, đấy, tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Không tai nạn, không đâm đụng, không va chạm gì cả, tất cả là còn rất là đẹp. Đến dàn lốp cũng còn rất là dày quý vị và các bạn nhé, cả bốn lốp còn rất dày, rất là mới. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì yên tâm luôn quý vị và nhá, chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi. Trước kia sang tên, bây giờ phải sang tên bấm biển mới xong. Đấy, về cái đằng sau thì bạn xem đây ạ, đằng sau thì toàn bộ cụm đèn hậu này, logo nẹp mạ chrome này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá, chưa đâm đụng, chưa va chạm gì cả quý vị và các bạn xem đây ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi rồi. Đây, dàn lốp đây các bạn xem đây ạ. Tất cả dàn lốp còn rất dày, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cả bốn lốp còn rất là dày, lốp chưa cua cũng còn mới tinh luôn quý vị các bạn nhé. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan tiên dương. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất. Đây là cái tắp đi cánh cửa, keo chỉ cánh cửa trước. Bên lái của chiếc xe các bạn nhé, xe cũng đã được trang bị là nội thất da rồi. Nội thất da hai màu, màu vàng kem và màu đen kết hợp này. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển. Đồng hồ công tơ nét đây thưa quý vị các bạn, chiếc xe lăn bánh được 48 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản đủ cho nên là xe mới được trang bị nội thất ghế da, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Xe cũng đã trải sàn da rồi, toàn bộ từ những cái khóa này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, không có chỗ nào làm lại cả, tất cả là còn nguyên bản này. Đầy đủ hai chìa khóa thông minh các bạn nhé, phiên bản đủ thì đã có khóa thông minh, đè nổ, áp tốt, đầy đủ hết luôn rồi các bạn nhé. Camera hành trình đầy đủ rồi ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2019 màu trắng này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc của nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 325 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ được thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2019 bản đủ số tự động này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip,
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên với kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và đây là chiếc táp đi cánh cửa phía sau, bên phụ quý vị và nhà toàn bộ keo chỉ, táp đi cánh cửa đều rất là mới, rất là đẹp luôn ạ, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, đều rất là mới. Toàn bộ từ ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản này. Nội thất hàng ghế phía sau đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đằng sau này thì ít người ngồi hơn cho nên là ghế da mới hơn, rất là đẹp luôn. Khóa bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa luôn nhé, cánh cửa bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa này. Toàn bộ keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa táp bi này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ đẹp từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, ốc bản lề cánh cửa chưa có một vết tháo, còn nguyên bản hết luôn. Táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị màn hình Android, camera lùi, cảm nói biến lùi, camera hành trình đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy, màn hình Android rất là to, giải trí thông tin đa phương tiện. Vô lăng bọc da, tất cả còn rất đẹp, đẹp từ vô lăng, cần số, tay phanh, ghế da, ốc bản lề cánh cửa đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản hết luôn. Tất cả đều rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái nắp capo lên để xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Dưới cái nắp capo này thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít và điều đặc biệt là keo chỉ này, ốc bản và ốc capo này lại còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đi mua xe xem kỹ cho tôi phần đầu và phần đuôi, cốp sau và capo các bạn nhé. Những cái này mà nó còn nguyên bản thì xe cũng yên tâm luôn các bạn nhé. Cột kèo keo chỉ là phải còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản đấy. Từ những ốc giảm tốc, ốc chân máy, ốc mặt máy là còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Đấy, với cái động cơ 1.2 lít còn rất mới, rất là đẹp như chiếc xe này đây. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.